Mitsubishi Outlander đời 2020 ha, làm thêm chìa khóa thông minh nè. Cái này là chìa gốc của khách nè. Không? Mở nè. Rồi. Chìa mới ha, lock nè. Mở ha. Rồi mình để cái chìa gốc bên ngoài để mình test đề đối với lại coi như là chìa khóa mới luôn nha. Rồi, lock nè. Mở ha. Rồi, đề nổ nha. Đây, nút đề đây. Rồi, xe nổ máy nha. Rồi, cần làm remote ô tô, chìa khóa thông minh ô tô thì liên hệ mình ha. Thợ khóa Biên Hòa.com ạ. Rồi, cảm ơn quý khách ủng hộ nha. Chìa khóa Smart Key của Mitsubishi giá rẻ ha. Còn muốn làm chìa zin thì cũng liên hệ mình có chìa zin luôn. Rồi, tắt. Lock. Mở ha. Cốp nè. Rồi, cốp nhảy ngay cốc rồi ha. Rồi. Rồi, cảm ơn quý khách ủng hộ.